một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được phát hiện ở một số nước châu Âu. Điều khiến các chuyên gia lo ngại là, biến chủng này có chứa đột biến chưa từng ghi nhận trước đó. Báo Le Telegramme của Pháp ngày 13 tháng 11 đưa tin, biến chủng SARS-CoV-2 mới có tên gọi khoa học là B1X2B1640. Các chuyên gia ở Pháp đã đưa ra cảnh báo đầu tiên về biến chủng này, sau khi nó được phát hiện đã lây nhiễm cho 24 người tại một trường học ở khu vực Brittany hồi tháng trước. Trường học này sau đó đã phải đóng cửa một nửa số lớp học. Mặc dù tình hình đã được kiểm soát và pháp không phát hiện thêm ca nhiễm biến chủng này kể từ ngày 26 tháng 10, nhưng giới chức y tế ở đây cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ biến chủng B1640. Tiếp đó, các ca nhiễm biến chủng B1640 cũng được phát hiện ở Anh, Thụy Sĩ, Scotland và Italy mặc dù Delta vẫn là biến chủng trội ở các nước này. Giáo sư Cyril ơn của Đại học Ba Lan Pháp cho biết, b 1640 không chứa một số đột biến chưa từng ghi nhận trước đó. Điều đáng chú ý là, gai protein cho phép virus bám vào tế bào người và lây nhiễm đã bị loại một số thành phần so với chủng gốc. Tuy nhiên, các nhà chưa thể xác định được liệu thay đổi này có khiến virus tăng, hay giảm khả năng lây lan, hay không. Biến chủng B.164 không được cho là có nguồn gốc từ Châu Phi. Nếu vậy, nó một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về khả năng biến đổi của virus khi thế giới vẫn còn mất cân bằng nguồn cung vaccine. Nếu một cộng đồng nào trên thế giới còn chưa được tiếp cận với vaccine, thì virus sẽ còn tiếp tục biến đổi, tạo ra nhiều biến chủng hơn, giáo sư Câu ơn nói. Trong khi hầu hết các nước đã phủ vaccine phần lớn dân số, tính đến cuối tháng 10, chỉ khoảng 6% dân số châu Phi được tiêm chủng vaccine COVID-19. Việc cung cấp vaccine cho các nước châu Phi hiện vẫn gặp nhiều trở ngại, trong đó chủ yếu là lý do hậu cần do hạ tầng y tế ở đây còn yếu kém. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.